Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, một trong các nội dung chỉ đạo rất đáng chú ý từ Tổng Bí thư đối với công tác nội chính là phải phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực ngay trong các cơ quan làm công tác phòng chống tham nhũng. Không ít lần tại diễn đàn Quốc hội hoặc trên các diễn đàn công luận, nghiên cứu xã hội, hội thảo khoa học đã chỉ ra một thực trạng là có hiện tượng tham nhũng ngay trong các cơ quan được giao nhiệm vụ phòng chống tham nhũng và ở chính các cán bộ làm nhiệm vụ đó. Và đây là nguyên nhân trực tiếp, đáng kể, làm cho tình hình tham nhũng trở nên ổn định và ngày càng có những thủ đoạn tinh vi hơn, quy mô lớn hơn, tạo ra những quan hệ chằng chịt, rút dây, động đến rừng và không thể rút dây. Về mặt đạo lý, tham nhũng từ những người chống tham nhũng là biểu tượng của thói đạo đức giả, nói không ai nghe và thủ tiêu các chuẩn mực đạo đức về nêu gương mẫu mực của đội ngũ cán bộ. Hệt như chuyện các cán bộ chính sách lại ăn chặn chế độ của người có công vậy, rất phản đạo lý. Người ta đã biết rõ kết quả thanh tra từ khi mới lập đoàn thanh tra ở trường hợp người đi thanh tra có biệt phủ lại đi thanh tra biệt phủ của người khác. Làm rõ thế nào được trong trường hợp này? Có những ông làm chức phó ban nội chính tỉnh ủy mà xây dựng dinh thự trái phép trên đất nông nghiệp, không ai làm gì được ông ta cả. Những trường hợp này đã phá bỏ hoàn toàn các nỗ lực chống tham nhũng và yêu cầu người dân sống theo pháp luật. Nếu trong lòng các cơ quan tư pháp thực sự trong sạch, không tham nhũng thì làm gì có chuyện chạy án. Tương tự, việc chạy ghế, chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế được sinh ra từ trong cơ chế, quy định, quy trình của các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ chứ còn ở đâu. Một thực trạng khác đã nêu ra từ lâu nhưng không có câu trả lời xác đáng. Anh giám sát người khác thì ai giám sát anh? Vì thế, việc thả dông quyền lực đã dẫn tới sự tha hóa mà đặc trưng của nó là sự lộng quyền hoặc được diễn tả trong thuật ngữ pháp lý là lạm dụng hoặc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để mà cố ý làm trái, nâng đỡ không trong sáng, thăng tiến thần tốc hoặc điển hình là biến của công thành của ông, coi dân như cỏ rác. Tổng Bí thư đã chỉ đạo như vậy rất chính xác, điểm trúng huyệt và thanh bảo kiếm trừng trị nội bộ này được trao cho ngành nội chính của Đảng. Hy vọng các cơ quan phòng chống tham nhũng không còn tham nhũng và trở nên trong sạch, chấm dứt tình trạng chống tham nhũng nhưng lại sợ tham nhũng vì chống lại họ có khi chúng tôi lại chết trước, như lời bộc bạch của một cục trưởng cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ. Quy hoạch tỉnh dường như đang dò đá qua sông. Thưa quý vị và các bạn, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh điều này khi thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đây là một trong hai cuộc giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022. Đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn Bình Dương hoàn toàn đồng tình với báo cáo của đoàn giám sát, rất giá trị, toàn diện và sâu sắc và cho rằng cuộc giám sát này chưa từng có tiền lệ nếu xét về nội dung, tính chất phức tạp và cả phạm vi tác động. Vì sao luật quy hoạch với kỳ vọng là chiếc cầu nối giữa chiến lược phát triển kinh tế xã hội với kế hoạch chỉ mới hơn 3 năm có hiệu lực thi hành thì nay phải chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội? Đại biểu đặt vấn đề, đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân của mọi nguyên nhân có lẽ bắt đầu từ giải pháp tích hợp quy hoạch mà đến giờ này dự thảo nghị quyết vẫn tiếp tục giao cho Chính phủ hướng dẫn tại điểm A khoản 1 điều 2. Để có thể tích hợp theo Nghị định 37 của Chính phủ thì cơ sở dữ liệu phải được số hóa, đặc biệt liên kết nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu, hồ sơ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 17 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thông tin cơ sở dữ liệu quy hoạch khác. Tất cả cơ sở dữ liệu này do các tổ chức tư vấn lập quy hoạch nghiên cứu, đề xuất các nguyên tắc, cách thức tích hợp vào các quy hoạch cần lập. Tuy nhiên, số lượng các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn làm quy hoạch tích hợp lại không nhiều để có thể đáp ứng được yêu cầu, trong khi danh mục quy hoạch là rất lớn. Hạn chế này mang tính chất khách quan, do đó không có điều gì chắc chắn 1 hay 2 tháng nữa sẽ có đủ nhà tư vấn đảm đương được. Cần phải xác định có thể làm được tích hợp quy hoạch hay không. Nếu không thì liệu phải chạy theo phương pháp cũ hay giải pháp nào khả dĩ? Đại biểu băn khoăn. Một nguyên nhân khác của việc chậm trễ quy hoạch đó chính là thứ tự và căn cứ quy hoạch. Tuy nhiên,
Điều quan trọng nhất là việc điều chỉnh quy hoạch dường như là một tất yếu bởi các địa phương như đang dò đá qua sông do chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia. Điều được cho là ưu điểm nhưng cũng có thể xem là điều rắc rối nhất của giải pháp tích hợp chính là động đến một mắt xích nào cũng đồng nghĩa sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền trong hệ thống. Việc ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật và một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch cũng đồng nghĩa tất cả các quy hoạch, quy định về quy hoạch theo pháp luật chuyên ngành cũ hết hiệu lực, nhưng các quy hoạch chưa được lập dẫn đến gần 20.000 quy hoạch thời kỳ năm 2010 đến 2020 phải tiếp tục chạy trên nền nghị quyết 751 bởi không còn căn cứ để thực hiện các dự án đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội. Từ những phân tích trên, đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo nghị quyết thời hạn phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 41 của Luật Quy hoạch, vì đây là một trong những nền tảng của quy hoạch tích hợp. Đại biểu đề nghị, dù muốn hay không thì tất cả các quy hoạch đều đã trễ so với yêu cầu, do đó để tránh việc phải điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện để các địa phương không rơi vào thế chạy đua với thời gian để trình quy hoạch vào cuối năm nay, đồng thời tập trung nguồn lực để lập quy hoạch cấp quốc gia, đề nghị dự thảo bổ sung và nới khung thời gian quy trình lập quy hoạch tỉnh sang năm 2023, thời điểm cụ thể do cơ quan tham mưu xem xét và cân nhắc. Đại biểu Trần Văn Khải, đoàn Hà Nam cũng đánh giá hoạt động giám sát này đã có kết quả tích cực, rõ nét. Các bộ ngành địa phương đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, tập trung nguồn lực trong tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch. Dẫn địa phương, bộ ngành đã nỗ lực hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch được giao. Đại biểu nhấn mạnh bài học kinh nghiệm là phải có quyết tâm chính trị trong toàn hệ thống. Xem việc quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị trọng điểm, phải có kế hoạch rõ ràng, phân công cụ thể, có thời gian hoàn thành, có kiểm tra. Bên cạnh đó là không phó mặc hết cho tư vấn, không phụ thuộc quá nhiều vào đơn vị tư vấn. Các cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải chủ động đưa ra các định hướng lớn, đặt đầu bài cho tư vấn. Trên cơ sở đó, các đơn vị tư vấn sẽ hỗ trợ chúng ta đưa ra các phương án để xem xét. Ngoài ra, người đứng đầu và các lãnh đạo của cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải dành thời gian để nghiên cứu, để đặt đầu bài, để nghe và góp ý cho tư vấn. Nếu không, quy hoạch sẽ chậm tiến độ và kém chất lượng. Phải dân chủ, công khai, minh bạch, sử dụng tối đa các ý kiến của chuyên gia, các cơ quan tư vấn, các nhà khoa học, lắng nghe ý kiến của các địa phương, phối hợp với các bộ ban ngành. Đề cập giải pháp, đại biểu Lê Văn Dũng, đoàn Quảng Nam đề nghị chính phủ khẩn trương ban hành quy hoạch tổng thể quốc gia, tạo nền tảng cốt lõi nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khớp nối hệ thống quy hoạch trong cả nước. Tôi thống nhất cao với quan điểm của Viện Nghiên cứu Lập pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Có thể thấy đây là giải pháp tối ưu nhằm hạn chế mâu thuẫn khi thực hiện đồng thời các loại quy hoạch và giải quyết các bất cập vướng mắc phát sinh trong lúc chờ sửa đổi quy định có liên quan. Đại biểu cũng đề nghị xây dựng cơ chế ràng buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại của đơn vị tư vấn trong trường hợp để xảy ra sai sót trong việc tư vấn lập quy hoạch, nhất là phải khống chế được số lượng quy hoạch mà đơn vị tư vấn có thể đảm nhiệm trong cùng một thời gian, không để tình trạng một đơn vị đảm nhiệm quá nhiều quy hoạch dẫn đến hàng loạt các quy hoạch có chất lượng kém như thời gian vừa qua. Lúng túng, vướng mắc trong triển khai pháp luật về quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, sáng 30 tháng 5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày cho biết về những kết quả chính đạt được, phải khẳng định rằng xây dựng và ban hành luật quy hoạch là sự nỗ lực, cố gắng lớn của Quốc hội, Chính phủ trong việc thể chế hóa Nghị quyết 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Sau khi luật quy hoạch được thông qua, Quốc hội đã ban hành 7 luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 pháp lệnh, Chính phủ đã ban hành 43 nghị định, các bộ ngành ban hành 96 thông tư hướng dẫn. Bên cạnh đó, để triển khai luật quy hoạch, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản có liên quan đến công tác quy hoạch. Thủ tướng Chính phủ cũng đã tổ chức 3 hội nghị trực tuyến toàn quốc về quy hoạch. Bên cạnh đó, công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch cơ bản đã hoàn thành. Trong tổng số 111 quy hoạch được lập theo quy định của luật quy hoạch, có 110 trên 111 quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ. Trong đó có 41 trên 42 quy hoạch cấp quốc gia, 6 trên 6 quy hoạch vùng, 63 trên 63 quy hoạch tỉnh. Một số bộ ngành địa phương đã có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ nên đến nay có 7 trên 111 quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia,
4 quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh Bắc Giang. Kinh phí lập quy hoạch đã được quan tâm bố trí. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh phí lập quy hoạch trong kế hoạch đầu tư công là 4.368 tỷ đồng, trong đó vốn của các bộ ngành là 1.243,63 tỷ đồng, của 56 địa phương là 3.124,36 tỷ đồng. Số vốn đã giải ngân đến 28 tháng 2 năm 2022 của các bộ ngành là 244,68 tỷ đồng, bằng 19,67%. Các địa phương là 1.147,45 tỷ đồng, bằng 36,72%. Bên cạnh đó, báo cáo của đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Luật quy hoạch được thông qua từ năm 2017, nhưng quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn vướng mắc do luật quy hoạch còn bất cập, có quy định chưa phù hợp, chưa rõ ràng. Nội hàm của quy hoạch tổng thể quốc gia chưa rõ ràng, nhiều nội dung quy định chưa cụ thể nên còn ý kiến khác nhau về nội dung, mức độ thể hiện của quy hoạch tổng thể quốc gia. Mức độ thể hiện chi tiết của các dự án đầu tư, mức độ chi tiết của hệ thống bản đồ dẫn đến lúng túng, vướng mắc trong triển khai. Khái niệm tích hợp quy hoạch được quy định tại khoản 10 điều 3 là khái niệm mới, chưa rõ ràng về nội hàm và chưa được quy định cụ thể trong quy trình lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nên khó triển khai trong thực tiễn. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành trong tỉnh. Việc chấp hành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa nghiêm, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lãng phí, kém hiệu quả vẫn còn xảy ra. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt ở các cấp chưa thường xuyên. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ. Tình trạng sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Nội dung của quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thiếu thống nhất. Tiêu chí phân loại đất khác nhau dẫn đến khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đoàn giám sát cho rằng những tồn tại hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Bên cạnh nguyên nhân do quy định pháp luật về quy hoạch bất cập, còn do nguyên nhân tổ chức thực hiện công tác quy hoạch ở các cấp, các ngành, địa phương còn nhiều hạn chế. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả giám sát, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch. Trong đó, về các giải pháp cần triển khai ngay để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, kiến nghị cho phép chính phủ và các cơ quan liên quan được thực hiện các nội dung luật quy hoạch và các luật hiện hành chưa quy định hoặc đã quy định nhưng bất cập, vướng mắc thì được thực hiện khác với các luật này để đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch cho đến khi luật quy hoạch được sửa đổi và có hiệu lực thi hành. Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, chỉ đạo các bộ ngành có liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy định về điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, rà soát sửa đổi các văn bản pháp luật về công tác quy hoạch còn mâu thuẫn, chồng chéo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quy hoạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch. Về giải pháp trong chung và dài hạn, Chính phủ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện luật quy hoạch và các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy hoạch để kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật quy hoạch, các luật có liên quan đến quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.